Rồi chào tất cả các anh em nhé. Hôm nay mình có một ý định là lắp cái đèn báo sạc màu đỏ này vào ở trong những cái cục sạc. Bởi vì mình thấy là tất cả những cái cục sạc mà mình đang dùng á, nó không có cái đèn báo. Cho nên mỗi lần mình cắm vào thì cũng không biết nó có hay không. Chỉ khi nào mà mình cắm một cái thiết bị muốn sử dụng vào, ví dụ như mình cắm cái này vào thì nó mới báo anh em này, đó nó báo 99%, nó mới báo 99% đang sạc này. Bởi vậy mà mình muốn là sẽ lắp cái đèn sạc này. Bây giờ mình đã lắp sẵn một cái trợ 150 ohm và một cái đèn led màu đỏ vào cái chân sạc USB này nha, và mình cắm thử cho anh em xem này. Đó. Cắm vào là nó có điện liền ha, rất là thoải mái luôn anh em nha. Bây giờ ví dụ mình cắm một cái cục sạc khác đấy, lấy một cục sạc khác cắm vào. Đó, anh em thấy nó vẫn là báo sạc ha. Đèn đỏ báo sạc rất ngon lành. Nhưng hôm nay mình có ý định đó là mình sẽ lắp cái trợ và cái diode này vào trong cái cục sạc iPhone này nha anh em. Mình lắp vào trong này luôn này. Mình sẽ mở cái này ra. Mở hàng cái này ra, mình lắp vào ở đằng sau này một cái đèn. Mình dùng mấy khoan hoặc cái gì đó để mình cho cái bóng đèn này nó chiếu sáng ở sống lưng này. Và kết quả là khi mình cắm cái này vào là đèn ở đây sẽ đỏ nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ làm anh em nha. Mình sẽ tháo hai cái trở và cái diode này bỏ vào đây, anh em theo dõi nha. Trong kênh của mình có một cái video giới thiệu cách mở cái này rồi anh em nha. Cục sạc iPhone này mở ở đằng dưới này nè, ở chân sạc này anh em dùng cái sắt mỏng bảy để mà bảy nha, bảy bảy mạnh nha, bảy mạnh bốn phía anh em nhé, anh em bảy mạnh bốn phía luôn. Đó. Cái này nó ra rồi này, cái này vì trước đây mình có bảy một lần cho nên bây giờ nó nhẹ, cứ thế anh em kéo ra nha. Đó anh em quan sát cái không gian bên trong này, cấu trúc của cục sạc là gồm hai bo mạch, bo này là bo chuyển đổi AC còn bo này là bo ra 5V nha, nó phân biệt hai bo rõ ràng này. Bây giờ mình sẽ hàng chân 5V cộng trừ ở đây vào cái thiết bị này. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo bên này hàng vào đây ha, và kiếm một cái không gian cho nó bên này hoặc bên này nhé. Rồi mình đã hàng xong rồi anh em nè, bây giờ đèn báo rồi ha, ngon rồi ha. Ví dụ như một cái cụ của nó này là không có báo gì hết này ha, mà bây giờ bên này nó báo đẹp đỏ rồi ha, rất là kỳ thị luôn anh em nha. Như vậy là mình đã hoàn thành cái mục tiêu là đổ một cái đèn led màu đỏ vào ở trong cái cục iPhone này rồi anh em nhé. Bây giờ chỉ cần là sử dụng, chỉ cần anh em cắm cái này vào sử dụng như bình thường thôi anh em nha, hoặc là cắm cái điện thoại nhé, hoặc là anh em cầm cái điện thoại này. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái điện thoại này cầm thử cho anh em xem nha. Đấy, mình đã cầm rồi anh em này. Đấy, đang sạc 4% này, mình cầm sạc rồi đó, anh em thấy 4% không? Đó, đang sạc 4% này, tốt rồi anh em nhé. Bây giờ mình sẽ cầm cái này qua đây. Rồi nó cũng đang báo sạc này, nhưng anh em thấy không, là bên này nó tối đen à, không có thấy gì hết, còn bên này thì lại nhìn thấy được cái đèn báo khi mình cắm vào cắm điện anh em nhé. Rồi vậy là video mình xin dừng ở đây nha, xin hẹn anh em vào video tiếp theo. Mong anh em cho mình một like và một subscribe để ủng hộ cái ý tưởng làm tốt hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.